Đây có lẽ là cái câu hỏi mà Ngọc được hỏi nhiều nhất từ sau khi mà Ngọc đăng quang tại cuộc thi Bất Nghĩa Hoàng Vũ. Bởi vì cũng có nhiều luồng ý kiến là hôm đó Trinh xứng đáng hơn, hoặc là cũng có người nói là Ngọc xứng đáng hơn. Nhưng mà khi đã thi một chương trình nào rồi thì mình cũng mong muốn là mình là người đoạt ngôi vị quán quân. Thật sự mà nói, nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy là ngay cả Chibu cũng có một nét thoáng buồn nè, Diệp Lâm Anh cũng có một nét thoáng buồn, rồi ngay cả Hương Giang cũng vậy. Bởi vì ai cũng muốn là mình đoạt giải quán quân hết. Và có lẽ là Ngọc may mắn hơn tất cả mọi người một chút xíu là mình đã được ông thần may mắn mỉm cười đối với mình và được cầm cái cúp đó trong tay. Nên thành ra là cái cảm xúc đó là một cái cảm xúc rất rất là bình thường đối với những người đã tham gia chương trình, và nhất là nghệ sĩ nữa, là những người mà luôn luôn có cái cảm xúc nó tràn trề. Nên thành ra là khi mà nỗi thất vọng một chút xíu thì mình cũng có thể dâng tràn cái cảm xúc đó ra. Nếu mà là Ngọc mà được giải Á quân chắc là Ngọc cũng sẽ khóc một chút xíu đó. Bởi vì những cái nỗ lực, những cái cố gắng mà mình tập cho hai bài thi cho đêm chung kết, thực sự là nếu mà mọi người có thể đến phòng tập thì thấy là chúng tôi rất rất là khổ, bầm dập nè, rồi té, rồi quăng bưng bê chỉ vì là muốn có những cái màn diễn gọi là đắt giá nhất, rồi đặc sắc nhất, đến nỗi mà khi mà mọi người coi đến mọi người cũng phải òa lên vì những cái mà chúng tôi đã làm. Thật sự mà nói thì cảm xúc là một chuyện bình thường thôi. Nên thành ra là khi mà cảm xúc đi qua rồi thì mọi người đều phải tiếp tục với con đường của mình đi tiếp. Có những cái thất vọng thì cũng sẽ có những cái niềm vui. Và hy vọng là sẽ chúc cho tất cả các thí sinh còn lại luôn luôn có được những hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình, cũng như là trong sự nghiệp sắp tới của mình.